Để từng bước lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đơn Dương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các phương tiện ô tô vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải, lưu thông qua lại trên địa bàn. Riêng 5 tháng đầu năm 2015, đội cảnh sát giao thông Công an huyện đã phát hiện và xử lý 50 phương tiện vận chuyển quá tải, quá khổ và tự ý thay đổi khung xe sai với quy định cho phép. Bên cạnh nhắc nhở, Công an Đơn Dương thực hiện các biện pháp mạnh đối với các trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết, chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về luật giao thông đường bộ. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Đơn Dương hiện có hơn 700 xe ô tô các loại, trong đó có khoảng 260 xe vận tải lớn chuyên chở các mặt hàng nông sản và vật liệu xây dựng.